Rồi, xin chào anh em nhá. Đó, tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì cho lời đầu tiên cho cửa hàng xe máy Phương Nam mình xin được gửi lời chào, lời chúc đó to đến tất cả cô dì chú bác anh chị em gần xa có một cái Tết sức khỏe dồi dào, làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống anh em nhá. Đó thì nhân dịp đầu xuân năm mới đây thì mình cũng có lên giới thiệu cho anh em một số dòng xe. Đó, cho anh em nào đi Tết cũng xong xuôi rồi thì anh em mình lên ủng hộ cửa hàng anh em nhá. Đó, cửa hàng mình thì có rất là nhiều các dòng xe cho anh em tha hồ lựa chọn luôn. Đó, trước khi vào dần giới thiệu xe thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng nha anh em. Đó, địa chỉ cửa hàng mình nằm ở số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh em nhá. Đó, mình có hai số điện thoại 0977355248, Zalo là 0385524849 nha anh em. Đó. Cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn. Đó, có hỗ trợ anh em trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng luôn nha anh em nhá. Qua ngân hàng anh em chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Đó, anh em nào làm công ty cho mình xin bảo hiểm y tế là ok nhá. Đó. Anh em nào ở xa chỉ cần cọc cho mình một phần tiền thôi. Đó, mình ship xe toàn quốc nhá. Đó, thì trong nhân dịp Tết này thì ship xe thì anh em nào chỉ cọc thì ra Tết xong xuôi thì mình mới ship được, chứ còn giờ này thì chịu rồi nha anh em. Đó, giờ nhà mấy cái nhà xe nó nghỉ hết rồi. Đó, đủ các loại các dòng cho anh em tha hồ lựa chọn này anh em này. Đó, đầu hôm nay mình sẽ quay cho anh em bắt đầu từ dòng trên này đi nhá. Tại vì anh em nào ưng xe nào á, muốn xem chi tiết xe đó chỉ cần chụp ảnh màn hình con xe đó lại hoặc chụp biển số lại thôi, xong gửi qua số Zalo sẽ có nhân viên báo giá, có video hình ảnh làm nổ đầy đủ cho anh em mình tham khảo anh em nhé. Chi tiết xe mình báo hơi nhanh xíu này. Đó, VS110 này. Đó, đăng ký An Giang để anh em 12 triệu này. Đó, 12 triệu anh em nhé. Phu chờ anh em 2013 đăng ký biển thành phố để anh em giá 15 triệu này. Đó, phu chờ nhá. Sirius đó, 110 phân khối xe công ty nhá. Đó, Yamaha đăng ký biển Bình Dương 2009 đến giờ giá để anh em 9 triệu. Đó, 9 triệu đồng anh em nhá. Way, Way là Way Hàn Quốc nha anh em. Đó, Way Hàn Quốc liền lá, đó, bồ độ luôn nhá. Đó, đăng ký biển Sóc Trăng đã để anh em con xe này chỉ có 4 triệu đồng thôi nhá, 4 triệu đồng. Su Smart đó, một giá còi đèn đề mọi chức năng không thiếu thứ gì đâu nha anh em nhá. Yếm yếc đang còn rất là đẹp. Đó, dàn đăng ký biển Bình Dương giá để anh em chỉ có 6 triệu đồng thôi anh em này. 6 triệu đồng nha. Một cặp Way RS đấy các em này, máy bao zin luôn nhá. Đó, đỏ và trắng. Con đỏ này thì đăng ký biển là Lâm Đồng, giá để anh em 8 triệu. Con trắng đăng ký biển Thanh Hóa, đó, máy móc bao zin nhá. Đó, để anh em 7 triệu thôi này. 7 triệu đồng. Exciter 135 phân khối xuống giàn áo 2010 đấy anh em. Đó, đăng ký biển Đồng Nai, xe siêu đẹp luôn. Đó, 62 zin zin, bộ chế bông mai, liền 5 cây. Đó, cực kỳ đẹp luôn nhá. Để anh em giá chỉ có 25 củ khoai. Exciter 135 phân khối một cặp luôn nha anh em nhá. Có đăng ký biển Bình Thuận này thì nói chung là đã xuống liền tâm, thắng đĩa. Đó, xe đã còn rất là ok. Giá để anh em con xe này chỉ có 18 triệu đồng thôi. 18 triệu. Con này thì còn khá là đẹp anh em này. Đó, anh em nào mà đang thích cái dòng 135 này đến cửa hàng phát ưng ngay con này nha anh em nhá. Đó, đăng ký biển Bình Định này. Đó. Còi đèn đề mọi chức năng hoạt động tốt, máy zin, dàn áo zin, giá để anh em 24 triệu. Đó. Motor World. Đó, để anh em 21 triệu này. Yamaha IB. Đó, 2017 đăng ký biển Bình Dương, giá để anh em 27 triệu. Husky. Đó, Husky Classic 125 phân khối. Đó, máy đứng luôn nha. Đó, xe của F của em, giá con này thì để cho anh em giá chỉ còn có 23 triệu đồng. Boss City này, đó, 125 phân khối đây anh em. Còi đèn đề mọi chức năng hoạt động tốt này, liền lá thắng đĩa này. Đó, con này để anh em giá 25 triệu. Yamaha, đó, con này để anh em giá 18 triệu thôi anh em nhá. Đó, xe liền lá thắng đĩa, đăng ký biển số 47 Đắk Lắk, rất là đẹp luôn. Đó, 18 triệu đồng. Boss City nữa anh em này, đó, Boss City. Đó, 125 phân khối, dòng này dòng Boss, dòng cao cấp anh em nhá. Đó, một máy ra hai cổ bô này, đó. Rồi có sẵn cho anh em là cả chống đổ là coi đèn đề mọi chức năng hoạt động tốt, có cả chống đổ, có túi bao da sẵn đằng sau cho anh em mình luôn. Giá xe này để anh em 28 củ khoai thôi này. Rồi Vahaha, đó, con xe này con xe dọn cà phê anh em nhá. Đó, dọn cà phê 110 phân khối này. Đó, một cổ ra hai bô này. Coi đèn đề mọi chức năng hoạt động không thiếu thứ gì, liền tâm thắng đĩa anh em nhá. Đó, túi bao da có sẵn luôn, giá để anh em con xe này chỉ có 23 triệu anh em nhá. 23 triệu đồng. Kế bên cạnh này 67 anh em nhá, 67S50. Đó, đăng ký biển 85 đây anh em, 85LA4106. Có sẵn cặp túi bao da cho anh em mình luôn nhá. Đó, giá để anh em con xe là 15 triệu. Way này, đó, cho anh em nào về đi làm này. Đó, Way về đi làm xe rất là đẹp luôn nhá. Đó, con này thì hiện tại cửa hàng mình đang để cho em với giá chỉ có 3 triệu 500, 3 triệu 500 cho anh em nhá. Soluin, nhiều con xe siêu độc lạ luôn nhá. Đó, dòng này thì nói chung là nhiều anh em kiếm cái dòng Soluin này lắm này. Đó, kiểu dáng của nó thì cực kỳ là độc lạ luôn rồi. Đăng ký biển thành phố nhá. 59T120593 này. Đó. Con này thì mới về cửa hàng mình thôi. Anh em nào ưng mình để cho 28 củ khoai anh em nhá. 28 triệu. Xe rất là đẹp luôn.
Đó, bên trong góc đây còn rất là nhiều luôn này. Đó. Master anh em, Master Honda này. Đó, giá để anh em 21 triệu thôi này, 2009 anh em nhá. G-Sin mang nhãn hiệu của Honda. Đó, liền lá, thắng đĩa, còi đèn đề, mọi chức năng hoạt động tốt, giá để anh em 14 triệu thôi này, 14 triệu. Exciter. Đó, 150 phân khối anh em nhá. Đó, liền lá, thắng đĩa, đó, tua mở hết cỡ. Đó, lọc gió khoan cho anh em mình luôn rồi nhá. Giá để anh em 18 triệu thôi này. Đó, 18 triệu đồng anh em. G-Pix, đó, G-Pix Demon. Đó, 150 phân khối anh em nhá. Đó, dòng này thì 2018, hiện tại đăng ký biển Sóc Trăng 83, giá để anh em 32 củ thôi này, 32 triệu. Kế bên cạnh này, Kawasaki. Đó, Kawasaki 125 phân khối anh em nhá. Đó, con này thì liền lá thắng đĩa, đòi còi đèn đề, mọi chức năng hoạt động tốt, giá để anh em chỉ có 23 triệu thôi. Tiếp theo là đến cái dòng gọi là ông vua của tốc độ này anh em. Đó, Suzuki GSX bản R. Đó, 150. Đó, con này thì mang một cặp liền màu cam xanh nhá. Đó, liền 3D. Đó. Khóa bếp ga này anh em, chìa khóa thông minh, chạy rất cực kỳ là bền luôn. 2018 giá để anh em 36 triệu đồng thôi. Con bên cạnh thì đang bọc keo trùm nguyên con này anh em này. Đó. 2021 keo trùm nguyên con, bao cho anh em luôn, gỡ keo trùm ra không có bị chảy trước gì đâu nha. Con này để anh em giá 41 triệu anh em, 41 triệu đồng. Boss City KBR, dòng này thì có hệ thống 6 số, có két nước làm mát, đi đường xa đường trường bao lướt lần lượt cho anh em mình luôn. Đó, đèn cầu đi ban đêm rất là sáng luôn nha. Trong đây thì điều kiện ánh sáng của nó không được sáng cho lắm, anh em muốn xem chi tiết xe thì cứ chụp ảnh màn hình con xe đó lại xong gửi qua số Zalo 0385524849, mình đã để trên phần tựa đề. Đó, gửi qua đó thì sẽ có nhân viên báo giá, có video hình ảnh làm nổ đầy đủ cho anh em đàng hoàng nhá. Đó, con này để anh em giá 20 triệu. Đồng giá luôn 20 triệu. Đó, con này cũng 20 triệu đồng luôn. Đó, 20 triệu đồng anh em nhá. Đó, còn rất là nhiều luôn anh em này. Đó, đủ các loại các dòng tha hồ cho anh em mình lựa chọn luôn này. Đó. Ngoài này đây thì mình có một chiếc cúp tôm hai bô hai bên 125 phân khối, cảng chống đổ, coi đen đê. Đó, liền lá thắng đĩa, mọi chức năng đều hoạt động đều đủ không thiếu thứ gì. Giá để anh em con xe này chỉ có 23 triệu đồng. Đó, 23 triệu anh em nhá. Một chiếc Lifan CG. Đó, dòng này là dòng xe mới tinh 100% xe chưa đổ xăng anh em nhá. Đó. Cốp chưa lổi nhá anh em. Đó, dòng Lifan thì đi cực kỳ là bền luôn rồi. Đó, con này hiện tại cửa hàng mình đang bán cho anh em với cái giá là chỉ có 25 triệu, cửa hàng mình bao suất hóa đơn luôn nha anh em nhá. 25 triệu cửa hàng bao suất hóa đơn. FZ phiên bản 150, đó, bản S thì bình xăng cơ trước FB. Đó, 2011 đăng ký biển 94, giá để anh em chỉ có 23 củ khoai. Đó, 23 triệu đồng anh em nhé, FZ. Rồi, tiếp theo này, đó. Một con Rebel, đó, đăng ký biển 95, đó, hai bô, hai máy, liền lá, thăng đĩa. Đó, đăng ký 2013, giá để anh em con xe này chỉ có 14 triệu đồng thôi. Đó, một cặp cúp tôm nữa này anh em này. Đó, xe nào cũng đẹp hết, coi đèn đề, mọi chức năng, vua về chỉ cần chạy thôi, không cần phải làm gì hết anh em nhá. Đó, không cần sửa sang gì đâu. Con này để anh em giá 21 triệu này. Đó, 21 triệu đăng ký biển Đắk Lắk. Con này thì đăng ký biển Bình Định, giá để cho anh em cũng 23 triệu này. Đó, 23 triệu. Rồi, kế bên cạnh là chiếc Suzuki GZ nha anh em. Đó, Suzuki GZ 125. Đó, phân khối đời đầu của Nhật luôn nhá. Đó, 2009 đến giờ đây, đăng ký biển số thành phố. Đó, giá để anh em con xe này chỉ có 26 triệu anh em nhá. 26 triệu đồng. Rồi, kế bên cạnh anh em này, Rebel 150 phân khối đây. Đó, bản này là bản 2 đĩa trước 1 đĩa sau, có két nước làm mát, đó, cảng chống đổ đầy đủ hết. Đèn trợ sáng không thiếu thứ gì luôn nhá. Túi bao da, còi đèn đề, mọi chức năng hoạt động tốt, không thiếu thứ gì cả. Đó, con này thì được đăng ký biển 29 Hà Nội, giá để cho anh em con xe này chỉ có 45 triệu đồng thôi. Có thêm cho em một cặp túi bao da luôn rồi. Rồi, tiếp theo con này Phantom. Đó, Phantom này là Phantom 4 thì nhập Thái nguyên con anh em nhá. Đó, Phantom 4 thì nhập Thái nguyên con. Con này hiện tại đăng ký biển Hải Phòng anh em nhá. 16F35578. Đó, giá con xe này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 40 triệu đồng thôi nha anh em. 40 triệu đồng này. Đó, 40 triệu. Một con cuối cùng của hàng này nữa này anh em. Đó, con này gọi là con G-Pix Demon. Đó, 125 phân khối. Nó dòng này là dòng phiên bản mini nhá. Đó, không côn, chạy số tự động, chạy giống như Wayzim anh em hay chạy đó. Đó, con này thì hiện tại cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 18 triệu đồng thôi nha anh em nhá. Đó, 18 triệu. Đó, thì vừa rồi mình cũng đã quay một số dòng xe bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình cho anh em mình tham khảo rồi. Đó, anh em mình đang kiếm dòng xe gì nào đi Tết. Đó, muốn kiếm dòng xe gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cửa hàng cho mình nhá. Đó, hoặc qua số điện thoại hoặc qua số Zalo. Đó, rồi trước khi xuống video thì mình xin chúc cho anh em có một cái Tết ăn Tết thật vui vẻ và mạnh khỏe bên người thân mình nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em.